nhằm minh bạch hóa kinh phí hỗ trợ sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Liên minh châu Âu EU trong việc cải cách ngành năng lượng của Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức buổi đối thoại hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng bền vững. Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, mục tiêu của Việt Nam là hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, tạo nền tảng cho việc phát triển bền vững, hiện đại. Do vậy, việc định hướng ngay từ bây giờ và cả trong việc phát triển xanh là xu hướng cho sự phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục nhiệm vụ điều chỉnh và xây dựng tổng sơ đồ năng lượng mới đến năm 2020 nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc hợp tác giữa hai bên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angeles cũng đã trao đổi về những tiến bộ đạt được, phương hướng phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam và thỏa thuận về những hỗ trợ bổ sung của Liên minh châu Âu cho lĩnh vực năng lượng, đối thoại về cải cách quản lý tài chính công và ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam.